Thưa sư, trước đây con có đọc một bài kinh nói là nếu có một người chửi bới con thì con sẽ làm sao? Vì đó nói là con sẽ nghĩ là nó chưa đánh con là may rồi. Và nếu nó đánh con thì con sẽ cho nó cho là nó chưa giết con là may rồi. Con nhớ sơ đại ý là vậy, nay con muốn biết bài kinh đó thuộc về kinh nào, con muốn đọc lại, xin sư cho con biết để mỗi lần có ai đó nhục mạ hay đánh đập con thì ít ra con cũng tự an ủi mình. Rồi. Có một cái điều thú vị như thế này. Đó là khi mà sư sinh hoạt ở đạo tràng chùa đạo tràng của Thiền viện Trúc Lâm á, thì cái đạo tràng khi còn là cư sĩ đó, thì cái đạo tràng mà sinh hoạt đó, tên là đạo tràng Phú Lâu Na. Thì cái đạo tràng Phú Lâu Na thì ngài Phú Lâu Na là cái đối tượng của cái bài kinh này, đối tượng của bài kinh này. Cho nên nhiều người nói là cái hạnh Phú Lâu Na là cái hạnh mà đi hoằng pháp, thì nhờ như vậy đó thành ra là sư nhớ à. Để coi cái gì, chờ tí xíu sư kiếm, sư mở cái bài kinh đây, cái kinh Giáo Giới Phú Lâu Na. À, kinh Giáo Giới Phú Lâu Na thuộc Trung Bộ Kinh đấy. Đây nè: Bạch Thế Tôn, nếu người nước Sunapa Ranta mắng nhiếc con, nhục mạ con, thời tại đấy con sẽ nghĩ như sau: thật là hiền thiện người xứ Sunapa Ranta này, thật là chí thiện người Sunapa Ranta này, vì rằng họ không lấy tay đánh đập ta. Thế Tôn: tại đấy con sẽ nghĩ như vậy, bạch thiện thệ, tại đấy con sẽ nghĩ như vậy. Nhưng này vua nhá, nếu người nước Sunapa Ranta lấy tay đánh đập ông, thời này vua nhá, ông sẽ nghĩ như thế nào? Bạch Thế Tôn: nếu người xứ Sunapa Ranta lấy tay đánh đập con, thời tại ấy con sẽ nghĩ như sau: thật là hiền thiện người Sunapa Ranta này, thật là chí thiện người nước Sunapa Ranta này, vì rằng họ không lấy các cục đất ném ném đánh ta. Đấy, bạch Thế Tôn, tại đấy con sẽ nghĩ như vậy, bạch thiện thệ, tại đấy con sẽ nghĩ như vậy. Rồi tiếp tục là nếu như mà lấy đất đánh đá ném đánh ông ấy, thì vị này sẽ nghĩ là cái người này vẫn thật là chí thiện, bởi vì họ không lấy gậy đánh đập ta. Còn nếu như họ lấy gậy đánh đập á, thì vị ngài Phu Nhá ngài sẽ nghĩ là họ vẫn còn là chí thiện, bởi vì họ không lấy dao đánh đập ta, có nghĩa là không có đâm chém mình ấy. Còn nếu họ lấy dao đánh đập ông ấy, thì ngài Phu Nhá nói rằng và họ vẫn cứ là chí thiện, tại vì họ họ không có lấy dao, họ không có giết hại đoạt mạng sống của ta. Đấy, bạch Thế Tôn, tại đấy con sẽ nghĩ như vậy. Rồi Đức Thế Tôn nói: nhưng này Phu Nhá, nếu người nước Sunapa Ranta lấy dao sắc bén đoạt hại mạng sống của ông, thời này Phu Nhá, tại đấy ông sẽ nghĩ như thế nào? Bạch Đức Thế Tôn: nếu người nước Sunapa Ranta lấy dao sắc bén đoạt hại mạng sống con, thời tại đấy con sẽ nghĩ như sau: có những đệ tử của Thế Tôn ưu phiền nhàm chán thân thể và sinh mạng, tìm con dao để tự sát, nay ta khỏi cần đi tìm, đã được con dao ấy. Bạch Thế Tôn, tại đấy con sẽ nghĩ như vậy, bạch thiền thệ, tại đấy con sẽ nghĩ như vậy. Đấy,